Mua phim xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mang đến một bộ phim cực hay vừa ra mắt, bỗng dưng trúng số là bộ phim hài mới nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Nó đang khuấy đảo các rạp chiếu phim tại Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn công chiếu đã đạt doanh thu kỷ lục. Vậy bộ phim này có gì hay thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Nếu bạn nào chưa xem thì nên ra rạp để thưởng thức toàn bộ nội dung bộ phim nhé. Xung đột Nam Bắc Hàn chưa bao giờ lại nóng đến thế. Một bên tập trận thì bên kia cũng chẳng chịu thua kém. Cái kiểu mày bắn 300 viên đạn thì tao cũng phải xả ra 500 viên, làm cả vùng trời biên giới sáng rực, tình hình qua đó cũng trở lên vô cùng căng thẳng, thậm chí báo đài cũng bắt đầu đưa tin. Sự kiện này khiến tất cả người dân chú ý, nhất là mấy ông đang uống rượu nói chuyện thế giới, qua đó không may đánh rơi một tờ vé số, cứ thế bị nhân viên vệ sinh hót đi. Đúng lúc này một cơn gió lạ thổi đến, khiến tờ vé số kia bay bám vào thùng hàng của anh shipper, sau đó lại bay ra dính vào một chiếc xe ô tô. Mà chiếc xe đấy là của chỉ huy quân đội đang đi tới biên giới. Lúc này trung sĩ Park Chun-hu đang nhận nhiệm vụ gác cổng. Khi chiếc xe của chỉ huy đi qua, tờ vé số cũng qua đó rơi ra, cứ thế bay hững hờ đến chân Chun-hu. Thấy hình cô gái trẻ đẹp, anh liền nhặt lên xem thử. Đến khi quay lại mới biết đó là một tờ vé số. Trở về sau một ca gác mệt mỏi, Chun-hu muốn mở nhạc ú à nghe thử. Ai ngờ điều khiển lại hỏng không rõ lý do, làm TV không sao chuyển được kênh. Vừa hay Chun-hu nhớ ra bản thân có một tờ vé số, mang ra soi thử thì đã trúng hai số. Cứ nghĩ trùng hợp, ai ngờ số tiếp theo cũng trúng. Chun-hu bắt đầu cảm thấy hoang mang, còn không dám cầm tờ vé số trên tay nữa, thậm chí còn đi đứng không vững khi những số tiếp theo vẫn hoàn toàn trùng khớp, làm anh sốc nặng mà ngất trong sung sướng. Từ hôm sau thì mồm lúc nào cũng cười như đùi ươi sóc lọ, khiến các đồng đội nghĩ anh có vấn đề về tâm lý. Sau khi kiểm tra thì biết tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 6 triệu đô, thực sự số tiền đó không phải là nhỏ. Nên Chun-hu đã đọc rất nhiều sách, chủ yếu muốn học cách người giàu tiêu tiền. Trong khi đang nâng nâng vì sắp được tham gia vào giới thượng lưu, thì bất ngờ một cơn gió ập đến cuốn bay tờ vé số đi, cũng giống như cái cách nó đến với anh. Nhìn 6 đô cứ thế hững hờ bay sang phía bên kia biên giới, mà Chun-hu 7 phần bất lực 3 phần tuyệt vọng, tờ vé số đó cuốn theo chiều gió đến được chỗ của một người lính Triều Tiên tên Giang Ho. Nhặt lên xem thử thì thấy chẳng có gì đặc biệt, anh liền vứt đi. Nhưng Giang Ho bước đến đâu là nó bám theo anh tới đó, có lẽ định mệnh của nó thuộc về mình, nên anh cứ vậy nhặt lên đút vào túi. Không lâu sau thì anh trở về doanh trại, là lính thông tin lên anh chàng trẻ Ôn Jin được dùng mạng, vì thế Giang Ho đã nhờ anh ta tra hộ kết quả tờ vé số. Ai ngờ kết quả khiến cả hai đều bất ngờ ngơ ngác bật ngửa. Ở phía khác, Chun-hu đang cố gắng đào lỗ vượt biên với hy vọng sẽ tìm lại được tờ vé số, thậm chí còn tính cả biểu đồ đường bay mà tờ vé số có thể hạ cánh. Xui thế nào chỉ tìm thấy toàn tờ rơi. Nhưng ở đây không chỉ có một mình Chun-hu mà Giang Ho cũng đã đến đây. Sau khi hai bên không có ý gây chiến liền quyết định bỏ vũ khí xuống, Giang Ho mới rút tờ vé số và hỏi Chun-hu có biết đổi tiền trúng thưởng không, nếu đổi được tiền sẽ chia cho 10%. Nhìn thấy tờ vé số, Chun-hu lại như được tái sinh lần nữa, anh tự nhận đó là tờ vé số của mình, thậm chí còn đọc ra từng số trên tờ giấy đó. Giang Ho thấy không ổn liền cất luôn tờ vé số, sau đó cứ vậy cầm súng bỏ đi. Mà dạo gần đây Chun-hu có những hành động vô cùng kỳ quặc, cộng với việc đi qua biên giới tối qua cũng bị phát hiện, làm cấp trên cho rằng cậu bị bệnh tâm thần theo mùa, nên muốn chuyển Chun-hu vào viện. Lúc này Chun-hu chỉ đành nói rằng mình đã trúng số, ai ngờ cấp trên lại cầm luôn điện thoại để gọi cứu thương, phải đưa thằng này đi ngay chứ không bệnh nặng lắm rồi. Không còn cách nào giải thích, Chun-hu đành đưa ảnh chụp với tờ vé số cho cấp trên xem, nhưng cấp trên lại cho rằng đó là ảnh Photoshop. Đúng lúc này anh lính thông tin đi vào, tiện thể cấp trên nhờ anh ta kiểm chứng bức ảnh. Sau một hồi mới tin bức ảnh đó là thật, đồng nghĩa những lời Chun-hu nói là thật. Thế là cả ba bàn nhau quay lại biên giới một lần nữa để đàm phán. Đến đêm hôm đó, Chun-hu và Giang Ho hẹn gặp nhau, nhưng vẫn là thái độ cứng rắn từ phía Triều Tiên. Nếu không chấp nhận mức 10% thì sẽ không có đàm phán gì hết. Giang Ho còn nói sẽ nhờ người quen bên phía Hàn Quốc đổi giải thưởng hộ. Điều này khiến Chun-hu vô cùng cay cú mà không thể làm gì. Đến khi quay về, chẳng may hai anh lính Triều Tiên lại bị cấp trên phát hiện, tội đi vào khu vực cấm sẽ phải chịu phạt rất nặng, thậm chí còn bị kết tội chết. Thấy việc quá căng, Giang Ho đành nói ra sự thật, chỉ vì số tiền này quá lớn làm cho chỉ huy cũng phải dao động. Như vậy cả hai bên đã cân bằng về mặt quân số, nhưng vấn đề là phía Hàn Quốc không thể nào sang Triều Tiên để lấy lại tờ vé số đó, mà Triều Tiên cũng không thể đổi được tiền thưởng, bên nào cũng có cái khó của bên ấy. Chính vì vậy cả hai bên gửi ký hiệu cho nhau. Sau khi giải mã những ký hiệu mà phía Triều Tiên gửi, họ tìm ra được địa điểm sẽ diễn ra cuộc đàm phán tiếp theo. Đó là một cống nước đã bỏ hoang, bên trong đã có ba anh Triều Tiên đợi sẵn. Khi cuộc họp bắt đầu, phía Hàn Quốc cho rằng không thể chấp nhận được cái tỷ lệ 19 kia, vì nhận giải còn phải trừ 7,49 loại thuế nữa, như vậy sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng phía Triều Tiên thì cứ khăng khăng mức giá đấy là hợp lý, bởi vì tờ vé số đang trong tay bọn họ. Nói qua nói lại, ai cũng có cái lý của mình. Tình hình qua đó dần trở lên căng thẳng, khiến chỉ huy Triều Tiên đòi đốt luôn tờ vé số, làm cho cuộc đàm phán bị gián đoạn. Quay ra mỗi bên ngồi một chỗ hội ý với nhau. Phía Hàn Quốc vô cùng lo ngại vì mấy thằng Triều Tiên này không biết nói đùa,
nó mà đốt thật thì phí 6 triệu đô. Đúng lúc này Chun Hu nghĩ ra cách, sao họ không chấp nhận lấy 10% khi lấy được tờ vé số sẽ không quay lại nữa. Đây đúng là cách hay, liền được chỉ huy đồng ý. Còn phía Giang Ho hỏi chỉ huy định đốt thật à? Nhưng thực ra đó chỉ là trò hăm dọa. Nếu căng thẳng quá thì sẽ chấp nhận chia 7-3. Khi cả hai bên quay lại bàn đàm phán, bên phía Triều Tiên đưa ra con số 7-3 cho hai bên. Ai ngờ bên phía Hàn Quốc lại rất nhanh đồng ý. Không nghi ngờ gì bắt đầu đọc các thỏa thuận, cho đến thời khắc giao vé số. Rằng họ bất ngờ thấy nét mặt Chun Hu rất khác thường, liền ngăn cản chỉ huy lại, làm cả hai bên ở thế giằng co, cuối cùng lao vào choảng nhau. Đúng lúc này có một quân nhân Hàn Quốc xuất hiện, ông quyết định sẽ đứng ra làm trọng tài, dễ chia thì mỗi bên sẽ nhận một nửa, để chắc chắn thì cả hai bên sẽ đổi người cho nhau một tuần, đợi đến khi đổi được giải thưởng thì hai bên sẽ đổi lại người. Sau đó còn nối lại đường dây điện thoại, phòng trong trường hợp khẩn cấp còn liên lạc cho nhau. Bên phía Hàn Quốc thì cử Chun Hu sang Triều Tiên, còn phía kia để Giang Ho sang. Để không bị phát hiện, cả hai người phải học tác phong quân đội bên kia. Chun Hu thì học thuộc lòng tâm thư chúc mừng năm mới của Triều Tiên, còn Giang Ho có phần khó hơn, khi phải bắt chen được toàn bộ những câu nói của giới trẻ Hàn Quốc. Ví dụ như SOS là cầu cứu khẩn cấp, tụt áp suất là kiểu sốc toàn tập, còn ố dề nghĩa là làm việc gì đó quá lố. Thực sự có quá nhiều thứ để học khiến Giang Ho phải ăn luôn những từ đó, cho dễ nhớ. Cuối cùng thì ngày trao đổi người cũng đến, mà trong những ngày vui thế này không thể nào thiếu được rượu dâu Việt Nam, thậm chí còn cùng nhau lắc lư dưới nền nhạc K-pop. Khi trở về, chỉ huy Hàn Quốc giao cho anh lính thông tin đi đổi thưởng, để được phép ra bên ngoài thì phải có lý do, mà cách nhẹ nhàng nhất là gãy tay. Trên bàn có tất cả đầy đủ dụng cụ để làm việc đó, cậu chọn đi. Nhẹ nhàng nhất, anh lính thông tin chọn viên gạch. Để bảo quản tờ vé số, chỉ huy còn đích thân chuẩn bị cho anh một chiếc quần đặc biệt, chỉ cần cho tờ vé số vào trong là chắc chắn sẽ không bị móc túi lấy mất, nhưng cũng phải cẩn thận, nếu bị hăm bẹn thì sẽ làm ướt hết tờ vé số. Nghe lời chỉ huy, anh lính thông tin lúc nào cũng phải lấy tay làm thoáng khí. Phía quân đội Triều Tiên luyện tập rất là khắc nghiệt, ông nào ông ý đều phải luyện thiết đầu công các kiểu. Lúc này đội trưởng mới gọi Chun Hu lên thực hành, cậu sợ quá mà đọc luôn cả tâm thư chúc mừng năm mới của Triều Tiên, làm cho đội trưởng và những người khác rất bất ngờ. Sau đó còn vỗ tay không ngớt, nhưng việc nào ra việc nấy, luyện tập vẫn phải làm. Chun Hu được yêu cầu cho đá lên bụng để đập. Đúng lúc này chỉ huy kịp chạy tới ngăn cản, sau đó nói dối Chun Hu là được điều đến nông trại quân đội. Phía còn lại thì Giang Ho vô cùng tò mò với mọi thứ ở đây, thậm chí khi nhìn thấy một cậu lính mới bị bắt nạt, anh còn tiến lại an ủi, sau đó giúp cậu đánh sạch đôi giày của mình. Ở Triều Tiên thì không có xi mà chỉ dùng nước bọt, ấy thế mà chiếc giày khi đánh xong lại sáng bóng như mặt trời. Còn phía khác khi được chuyển đến nông trại, Chun Hu cũng biết được lý do tại sao quân nhân nước này hay bị đói khổ, chỉ vì lũ gà vịt ở đây không chịu đẻ trứng. Thế là đêm hôm đó anh mở nhạc Gina hay cho bọn nó nghe. Ai ngờ đến hôm sau khi kiểm tra chuồng đã có sự xuất hiện của gà con, vịt thì đẻ đến mức nằm dài ra thở. Sự kỳ tích này đúng là chưa bao giờ xuất hiện ở đất nước nghèo đói này, làm cấp trên rất bất ngờ và tin rằng Chun Hu chính là thiên tài hiếm có. Ngay lập tức cử anh đến thủ đô Bình Nhưỡng học tập. Thấy vậy chỉ huy liền lấy lý do ngăn cản, nhưng cấp trên đã quyết không thể thay đổi được, làm cả bọn phải nghĩ cách khác. Chỉ huy sau đó cho Jin đi phá hỏng chiếc xe đưa Chun Hu đi, cứ tưởng rằng lấy được hết phụ tùng ra thì sẽ làm chậm tiến độ được vài ngày. Ai ngờ thế nào mà chiếc xe đó vẫn khởi động đi bình thường. Quả này thì chết thật rồi, ai bảo cho chúng nó đẻ bừa phứa như vậy. Còn bên Hàn Quốc, trong một lần đi tập luyện, một anh lính không may dẫm phải mìn. Khi tất cả đều run như cầy sấy, thì Giang Ho cứ vậy bước lên, chẳng mấy chốc đã gỡ được quả mìn đó, cứu cả đội một bàn thua. Trông thấy chính sự dũng cảm đó đã được phía cấp trên biết được, sau đó cũng tìm đến nơi để hỏi danh tính. Giang Ho trong lúc khẩn cấp chỉ đành nói mình tới từ Hamburg, làm cấp trên tưởng ở Đức liền bảo thử bắn vài câu tiếng Đức xem thử. Lúc cấp bách, Giang Ho chỉ đành nhớ lại bộ phim của Đức mà anh đã xem mấy trăm lần. Anh nói câu nào là chỉ huy sẽ dịch lại câu đó, nhưng Giang Ho cứ nói một đàng còn chỉ huy lại dịch một kiểu. Câu chuyện là Giang Ho sẽ vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nghe xong những lời đó khiến ai lấy khóc cạn nước mắt. Mà lúc này Chun Hu cũng đến ngày phải đi lên thủ đô, khiến ai đấy cũng đều vui mừng chào tạm biệt cậu, chỉ trừ những người trong cuộc là cười ra nước mắt. Tuy vậy khi đi được một đoạn thì chiếc xe bị chặn lại bởi một cô gái. Cấp trên ra lệnh sẽ hoãn việc đi lên Bình Nhưỡng, thay vào đó Chun Hu sẽ phải ở lại để quay video hướng dẫn cho các khu vực khác. Rồi anh và cô em gái cùng làm vlog hướng dẫn mọi người. Đầu tiên là vắt sữa bò thì phải mát xa cái đầu ti thì nó mới cho nhiều sữa, còn gà vịt phải cho nghe nhạc dưới ánh đèn lung linh nó mới đẻ nhiều. Mà sau một thời gian dài di chuyển, anh lính thông tin đã gần đến được nơi lấy tiền. Để không bị ướt tờ vé số, tay anh lúc nào cũng phải kéo quần thế này, làm cho mấy cô em gái không biết hiểu lầm. Bọn họ chụp ảnh đăng lên mạng bảo anh là tên lính biến thái. Rất nhanh tin đó được lan truyền chóng mặt. Đến khi anh đi tới được ngân hàng đổi thưởng thì bảo vệ lại bất ngờ nhận ra, mà cứ thế đuổi cổ khỏi đó. Bên phía Triều Tiên, một tên cấp trên đang kiểm tra sổ sách, bất ngờ phát hiện ra Chun Hu không có trong quân ngũ. Hắn gọi anh đến rồi dí súng vào đầu, bắt Chun Hu thừa nhận là nội gián. Rất may cô em gái kịp chạy vào.
sau đó đánh nhắc tên chỉ huy, biết rằng mọi chuyện đã bị bại lộ, chỉ huy nhanh chóng liên lạc lại cho phía Hàn Quốc yêu cầu đổi lại người, rồi bảo cô gái dẫn Trung Hu đến cống nước. Cả hai bên rất nhanh đã có mặt ở điểm hẹn, nhưng trên mặt ai cũng buồn bã, vì kế hoạch đã hoàn toàn phá sản. Ai ngờ đúng lúc này anh lính thông tin chạy về, trên tay còn cầm một túi tiền to, tệp nào tệp ý thơm phương phức. Thì ra sau khi ra khỏi ngân hàng anh được một bà cô giúp đỡ, thế mới may mắn lấy được số tiền. Khi cả đám đang bàn xem tiêu hết số tiền này kiểu gì, thì bất ngờ một loạt đạn văng lên. Hóa ra là tên cấp trên Triều Tiên đã tìm được đến đây, với khẩu súng trên tay dễ dàng uy hiếp mọi người. Thấy túi tiền làm hắn nổi lòng tham, muốn một mình nuốt hết số này. Ai ngờ một con lợn rừng từ đâu đi tới, nhìn thấy túi tiền lại tưởng lơn con, làm nó cứ vậy cầm túi tiền chạy đi. Tên cấp trên thấy thế liền đuổi theo ra ngoài, bất ngờ lại đi đúng vào bãi mìn. Kết quả là nhận được một vé đăng xuất khỏi trái đất, còn phía trong ai lấy cũng buồn thối ruột. Ai ngờ anh lính thông tin lại cho tay vào quần móc tiền ra, thì ra túi đựng không hết khiến anh phải nhét vào người. Tính tất cả số còn lại là hơn 400.000 đô, cũng đủ chia cho mỗi người một ít. Tuy rằng là hai miền đối địch, nhưng một tờ vé số đã kéo họ lại với nhau. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng khi phải chia xa ai cũng không muốn rời. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.